Tô Lâm xin chào tất cả các bạn, click vào video của mình. Các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây là đầy đủ các mẫu xe Honda. Và ngày hôm nay mình đang có mặt tại xe máy Lai Châu với địa chỉ cụ thể số 149 đường Trần Hưng Đạo, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu, để có thể cập nhật nhanh mức giá bán của tất cả những mẫu xe Honda trong thời điểm cận kề bước sang tháng 6 năm 2024 rồi. Đây là những mẫu xe số phổ thông này, như Honda Grand Pha. Honda Grand Pha hiện tại giá bán đã giảm đi một chút rồi các bạn nha. Phiên bản đặc biệt trước đây lên tới 20.800.000 đồng, nay chỉ còn 20.100.000 đồng cho phiên bản đặc biệt này mà thôi. Tiêu chuẩn tí mình sẽ báo giá thêm để các bạn cùng tham khảo. Còn đối với dòng xe Honda Grand Prix các bạn đang theo dõi trên màn hình có sự ba sự tùy chọn. Phanh cơ vành nan hiện tại là 22.800. Phanh đĩa vành nan với màu sắc đen nhám đặc biệt chính giữa màn hình các bạn đang theo dõi giá là 24 triệu. Còn phiên bản phanh đĩa vành đúc hiện tại giá đã giảm rồi, chỉ còn 25.800.000 đồng mà thôi. Mình sẽ tiến vào phía bên trong đại lý để có thể cập nhật thêm các mẫu xe còn lại như sau. Vision đang có rất nhiều hàng luôn trong thời điểm này. Vision có 4 phiên bản, ở đây mình sẽ báo giá trước nè. Phiên bản thể thao màu đen nhám hay là xám đen, giá bán hiện tại là 38.500.000 đồng. Cổ điển cũng tương tự các bạn nha, 38.500.000 đồng. Còn phiên bản là cao cấp giá là 32.500 với màu sắc trắng phía trong kia các bạn đang theo dõi. Tí mình sẽ quay thêm các màu sắc khác nữa ở phía sau đây để các bạn có thể nhìn ngắm được cách kỹ hơn. Vision hiện tại cũng đang được rất nhiều chị em quan tâm. Đây các bạn có thể theo dõi này, cổ điển 38.200, cao cấp màu đỏ nhám giá 32.500 và phiên bản là tiêu chuẩn màu đen bóng giá là 31.500.000 đồng các bạn nha. Ngoài ra có thêm một phiên bản đặc biệt màu xanh tím nhám giá là 34 triệu tròn. Tí mình sẽ quay thêm một chút để các bạn có thể nhìn ngắm được cách kỹ hơn. Đây là một dòng xe tay ga, thiết kế nhỏ nhắn thừa hưởng rất nhiều từ những mẫu xe tay ga cao cấp đến từ nhà Honda, cụ thể là dòng xe Honda SH. Còn tiếp theo đấy là mẫu xe Honda Grand Pha các bạn đang theo dõi, những phiên bản sơn độ 3D. Sơn độ 3D mà lên hệ thống vành nan, phanh cơ giá 21 triệu 800 các bạn nha. Còn cũng sơn độ 3D thế này mà lên hệ thống mâm đúc ấy, cũng là phanh cơ luôn, giá là 22 triệu 700. Với rất nhiều màu sắc, xanh dương, cam đen, đỏ đô, xám xi măng, xanh xi măng có đầy đủ. Những phiên bản màu sắc sơn zin gồm màu trắng này các bạn đang theo dõi, giá bán hiện tại là 19 triệu 100 nghìn đồng. Rồi cổ điển 2024 giá 20 triệu 100 tương đương với phiên bản màu sắc đen nhám. Hiện tại tiêu chuẩn có 3 màu sắc gồm trắng này, xanh dương đậm và màu đỏ thì đều bán chung mức giá bán là 19 triệu 100. Đen nhám mình đã báo rồi, 20 triệu 100 nghìn đồng cho phiên bản màu sắc đen nhám. Toàn bộ giá bán mình bán các bạn ấy đã bao gồm thuế VAT rồi các bạn nha, chỉ chưa bao gồm đăng ký mà thôi. Về tiền đăng ký tùy theo của các bạn, ở thành phố hay ở huyện tiền đăng ký nó sẽ khác nhau một chút. Way RSFI rất nhiều sự tùy chọn. Phanh cơ vành nan 22 triệu 800, phanh đĩa vành đúc 25 triệu 800. Đây các bạn có thể nhìn với màu sắc đen bóng mới được bổ sung vào thời điểm trước Tết vừa rồi. Màu sắc cũng rất đẹp luôn. Rồi phiên bản là đặc biệt màu sắc đen nhám, phanh đĩa vành nan hoa giá 24 triệu tròn. Kế bên cạnh là mẫu xe Honda Blade. Honda Blade hiện tại mức giá bán cụ thể như sau. Phiên bản phanh cơ vành nan 18 triệu 400 các bạn nha. Phanh đĩa vành nan giá cũng 19 triệu 400 giảm đi một chút rồi, khoảng 400 nghìn đồng. Và hiện tại phiên bản phanh đĩa vành đúc giá chỉ 21 triệu 400 cũng đã giảm đi. Đây là hai phiên bản phanh đĩa vành đúc với hai màu sắc xanh đen và đỏ đen các bạn đang theo dõi. Quá đẹp luôn các bạn nha. Tiếp theo là một dòng xe dành cho chị em phụ nữ nữa, chiếc xe Honda Lead phiên bản là tiêu chuẩn. Hiện tại ở đây thì có phiên bản cao cấp và đặc biệt thôi. Tiêu chuẩn thì giá 38.500, cao cấp giá 40.600 như màu sắc đỏ đô và màu xanh dương đậm. Còn đặc biệt với màu sắc đen mờ, đen nhám mờ này các bạn đang theo dõi này, giá là 41.900.000 đồng, 41.900.000 đồng các bạn nha. Chị em rất quan tâm tới dòng xe này bởi chiếc cốp của nó rất rộng lên tới 37 lít. Honda Airblade phiên bản 125 phân khối đặc biệt, giá bán hiện tại của phiên bản này sẽ vào khoảng tầm mà 43 triệu 800 cho phiên bản là đặc biệt. Còn phiên bản tiêu chuẩn thì giá bán hiện tại là 42.500.000 đồng, 42.500.000 đồng cho cái phiên bản là đặc biệt. Vision thể thao cũng như Vision cổ điển đều bán chung mức giá bán 38.200.
các bạn có thể nhìn cận cảnh. Mình quay rất chậm và chi tiết các bạn nha. Tiếp đến là một mẫu xe côn tay Winner X. Phiên bản tiêu chuẩn hiện tại mức giá bán là 38 triệu 200 nghìn đồng. Màu sắc trắng đây, ngoài ra còn có đỏ đen đen bóng. Đặc biệt và thể thao, trang bị hệ thống phanh chống bó cứng ABS giá là 39 triệu 800. Còn sơn độ 3D lên hệ thống từ phiên bản hệ thống phanh ABS ấy, thì giá là 39 triệu 800 nghìn đồng các bạn nha. Ngoài ra hiện tại đại lý đang có một số mẫu xe là đang hết hàng. Như dòng xe Future ấy, thì mình sẽ báo lá luôn này để các bạn có thể tham khảo. Future hiện tại phiên bản phanh đĩa vành nan hoa giá 31 triệu 500. Còn phiên bản phanh đĩa vành đúc, đặc biệt là phiên bản là màu sắc đen nhám này và xanh nhám đen ấy, giá 35 triệu rất cao các bạn nha. Còn cao cấp ấy, gồm các màu sắc bóng như là trắng này, đỏ, xanh tương đậm thì giá là 36 triệu, đã cao rồi, ngang ngửa với mức giá bán trong khu vực miền Nam. Còn đối với mẫu xe Honda H1 ấy, các bạn nào quan tâm có thể đặt hàng. Giá bán như sau: phanh CPS giá 59 triệu, ABS phanh phiên bản cao cấp giá 63 triệu 500, còn phiên bản đặc biệt cũng như phiên bản thể thao màu xám đen giá 66 triệu tròn các bạn nha. Toàn bộ giá bán mình báo các bạn đã bao gồm thuế VAT rồi, chỉ chưa bao gồm đăng ký mà thôi. Tùy theo của các bạn ở thành phố hay ở huyện, tiền đăng ký nó sẽ khác nhau một chút. Thêm nữa thì Vario hiện tại có phiên bản đặc biệt và thể thao đều bán giá chung vào khoảng tầm 42 triệu. Sắp tới thì Honda Việt Nam cũng đã có những sự công bố nhất định về một mẫu xe mới được Honda cho ra mắt ấy. Thì mẫu xe đó theo như mình nắm bắt được là dòng xe Honda E-Blade. Tuy nhiên thì có thể nói nó sẽ thay đổi màu sắc là chính thôi. Còn lại tổng thể cơ bản là vẫn sẽ giữ nguyên kiểu dáng thiết kế các bạn nha. Đâu đó có được bổ sung thêm cái nội dung gì thì mình chưa dám chắc, nhưng mình nghĩ rằng ấy, đâu đó nếu mà được bổ sung thêm hệ thống phanh chống bó cứng ABS nữa thì hoàn toàn ok cho dòng xe Honda E-Blade phiên bản 125 phân khối cũng như phiên bản 160. 160 đã có ABS rồi nhưng muốn nâng cấp lên một chút nữa để có thể cạnh tranh được với các đối thủ trong cùng phân khúc. Đó là toàn bộ nội dung thông qua video ngày hôm nay. Top 5 đã quay cận cảnh chi tiết tất cả những mẫu xe Honda báo giá trong thời điểm cuối tháng 5 và chuẩn bị bước sang tháng 6 rồi. Chỉ còn một vài ngày nữa thôi để gửi đến bạn cùng tham khảo về mức giá bán. Cơ bản các mẫu xe đều có chiều hướng giảm giá trong thời điểm tháng 6 năm 2024. Đặc biệt nhất các bạn nào ấy đang mong ngóng mong chờ tới sự xuất hiện của một phiên bản mới, chiếc xe mới đến từ nhà Honda Việt Nam, chúng ta cùng nhau chờ đợi chờ đón các bạn nha. Hiện tại thì còn Honda E-Blade, Honda Blade xe số 110 và Honda Lead là chưa có phiên bản mới của năm 2024. Giá sắp tới thôi sẽ là dòng xe Honda E-Blade chúng ta cùng nhau chờ đợi chờ đón. Còn hai mẫu xe còn lại thì chắc chắn cũng sẽ cho ra mắt thôi, những phiên bản với những màu sắc mới. Đó là tổng hợp toàn bộ nội dung như vậy. Rồi, các giao lại của mình. Nếu hai bạn nhớ like, chia sẻ, đăng ký nhiều hơn nữa để ủng hộ kênh tốt năng các bạn nha. Xin chào và hẹn các bạn ở những video tiếp theo.